Hoa hậu Việt Nam, đó chính là bạn Hương Giang. À, Hương Giang, hôm nay cảm xúc của bạn như thế nào khi có mặt tại chương trình Siêu thị may mắn ạ? Cảm xúc thì tất nhiên là rất là vui và bây giờ thì đang rất hồi hộp nữa. Khi mà hồi hộp thì Hương Giang làm gì? Ví dụ khi mà đứng lên sân diễn, chuẩn bị diễn thì cũng hồi hộp đúng không? Lúc đó thì bạn làm gì? Lúc đó thì Hương Giang sẽ quay xuống nhìn khán giả. Bởi vì bên dưới khán giả các bạn luôn luôn có bộ mặt rất là tươi tỉnh, sẽ động viên Hương Giang và những tràng vỗ tay của khán giả nữa sẽ giúp cho Hương Giang tự tin lên rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta cùng làm quen với thí sinh thứ ba. Xin chào quý vị và các bạn. Mình tên là Phạm Minh Luân. Hiện nay mình là diễn viên trẻ của sân khấu kịch Phú Nhuận. Mình rất vui khi đến với chương trình Siêu thị may mắn. Rất mong được sự cổ vũ của tất cả quý vị và các bạn. Trong vòng thi này, mỗi thí sinh sẽ được tặng trước 1.000 điểm, tương ứng với 1 triệu đồng. Các bạn hãy dùng số tiền này để mua sắm trong siêu thị của chúng tôi. Và các bạn mua chỉ trong đúng phạm vi 1 triệu đồng thôi, chấp nhận sai số cộng trừ 5%. Nếu đúng trong phạm vi này thì các bạn sẽ được nhận nguyên số hàng mà các bạn đã chọn và được giữ nguyên số điểm. Nếu như các bạn vượt qua sai số này thì các bạn sẽ bị trừ mất một nửa số điểm và dĩ nhiên sẽ không có sai quả. Và ai là người chiến thắng? Người chiến thắng là người có mức sai số thấp nhất. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy theo dõi thử xem siêu thị may mắn hàng hóa phong phú như thế nào nào. Sản phẩm thuộc nhóm kềm inox của Kềm Nghĩa, nguyên liệu thép không rỉ, cán kềm được thiết kế ôm gọn, dễ sử dụng, lưỡi cắt sắc bén giúp vết cắt gọn đẹp trên da. Sản phẩm của Vạn Thành với các loại nệm cao su thông hơi, nệm lò xo, gối ngủ cao su thiên nhiên tạo cảm giác thoải mái, êm ái khi sử dụng. Nồi Fortune do Kim Hằng sản xuất làm bằng nhôm tinh chất tiêu chuẩn Hoa Kỳ, xử lý bề mặt bằng phương pháp Deep Anodizing, 10 năm là hàng Việt Nam chất lượng cao. Bánh sô-cô-la kem Marshmallow Fender Pie bổ sung các dưỡng chất như calcium, DHA, sản phẩm cao cấp của công ty bánh kẹo Phạm Nguyên, ngất ngây đến tuyệt vời. Sâm cao ly Birico được chế biến từ củ sâm cao ly, có tác dụng giảm béo, bổ sung chất xơ, giúp hỗ trợ cho đường tiêu hóa, chống lão hóa, giúp da khỏe mạnh. Lẩu Thái Fisco được sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Ngoài thành phần chính là hải sản, còn có gói nước dùng được tinh chế từ nước luộc hải sản, tạo nên hương vị độc đáo và đặc trưng. Chanh dây mật ong Việt Honey được làm từ mật ong rừng và nước cốt chăm nhập khẩu, không sử dụng chất bảo quản hay đường, 100% nguyên liệu thiên nhiên. Tả giấy Petpet nhập khẩu từ Malaysia với chất liệu chính là hạt siêu thấm và vải không dệt, giúp luôn khô thoáng. Đặc biệt dưỡng chất aloe vera giúp da bé luôn mịn màng. Máy đo huyết áp tự động bắt tay xem 1, sản phẩm của Omron Nhật Bản, màn hình rộng dễ đọc kết quả, bộ nhớ lưu 21 kết quả đo, tiện lợi cho việc theo dõi huyết áp thường xuyên. Máy tính tiền điện tử Lý Phú Vinh, thương hiệu hàng đầu Việt Nam. Sơn móng tay Cẩm Tú Darling, bào chế theo tiêu chuẩn châu Âu, cho sản phẩm bóng bền mau khô, mẫu mã đa dạng, hàng Việt Nam chất lượng cao. Emco, kem xóa vết nhăn và thâm quầng mí mắt, bào chế bằng tinh chất từ sữa và những tinh chất trích từ dược thảo, giữ được nét trẻ trung và tươi sáng cho khuôn mặt. Nguyên liệu ngoại nhập, sản xuất bởi công ty dược Thiên Khánh. Kem Lacto Plus Baby, giải pháp nhẹ nhàng, tinh tế, hiệu quả chống tổn thương trên da bé thơ, làm mịn da một cách dịu dàng, không ngứa sót, không nhờn, giúp da bé luôn thoải mái. Sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Võng xếp trường thọ, đa dạng về chủng loại, kích cỡ, chất lượng cao, phù hợp cho mọi đối tượng. Các bạn đã thấy hàng hóa trong siêu thị may mắn rất phong phú đúng không nào? Bây giờ nhiệm vụ của các bạn là trong vòng 2 phút, hãy sử dụng 1 triệu đồng để mua sắm những hàng hóa này. 1, 2, 3, bắt đầu! Mua sắm vui quá, mua sao cho thật chính xác giá. Nào là hàng, nào là hóa, đủ mọi thứ sản phẩm cho sinh hoạt gia đình. Nào thời trang, nào điện tử, nào mỹ phẩm, nào tiện nghi. Bao gian hàng rộng lớn từ đỉnh cao đến dưới đất, từ bên trong ra đến ngoài, nào chọn đi, nào chọn đi. Chọn đi nào các bạn ơi. Ai mua tài thế, đi siêu thị may mắn mang về. Và đi siêu thị may mắn mang về những niềm vui. Bây
giờ chúng ta cùng nhau tính tiền cho phần đi mua sắm của bạn Thịnh. Bạn đã mua tạ giấy Pet Pet 54.500 đồng, một khay đựng trái cây của Yovinox Kim Hằng 150.000 đồng, một sữa rửa mặt Lovite Paris 310.000 đồng, hai bánh Funpai 48.000 đồng, gối cao su Vận Thành 209.000 đồng một chiếc. Số tiền mà bạn đã sử dụng nhé, tổng số tiền mà bạn sử dụng là 980.500 đồng. Xin chúc mừng. Như vậy là công việc hàng ngày bận bịu khiến cho bạn phải luôn luôn đi mua sắm rất là nhanh đã giúp bạn rất nhiều trong cuộc thi này. Bạn đã được sở hữu nguyên xe hàng, nhưng bạn có phải là người chiến thắng để đi vào vòng 2 hay không thì chúng ta hãy chờ đợi để tính tiền cho hai thí sinh còn lại. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tính tiền cho phần đi mua sắm của bạn Hương Giang. Bạn đã mua áo thun nữ TCM của Dệt May Thành Công 79.000 đồng, hai khô bò Tuyền Ký 90.600 đồng, hai gối cao su Vạn Thành 418.000 đồng, một sữa rửa mặt Lovite Paris 310.000 đồng, một thùng phở Hoàng Gia phở thịt bò 73.800 đồng. Tổng số tiền mà Giang đã sử dụng là 971.400 đồng. Xin chúc mừng. Như vậy thì xe quà này cũng thuộc về Giang. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tính tiền của người thứ ba, xem ai sẽ là người chiến thắng ở vòng thế này. Và bây giờ chúng ta cùng tính tiền cho phần đi siêu thị của bạn Minh Luân. Bạn đã mua một võng Trường Thọ 354.000 đồng, một bộ nồi Kim Hằng 360.000 đồng, một hộp phở Hoàng Gia thịt bò 73.800 đồng, một gối cao su Vạn Thành 209.000. Bây giờ hãy thử xem tổng số tiền mà Luân đã sử dụng. Tổng số tiền mà Luân sử dụng là 996.800 đồng. Như vậy là nguyên một xe hàng đã thuộc về Luân. Sau phần thi này, các thí sinh của chúng ta đã rất xuất sắc, mua đúng trong phạm vi cho phép, và cả ba thí sinh đã nhận được 3 xe quà của chương trình. Và mỗi thí sinh nhận được giải thưởng tương ứng là 1.000.000 đồng. Và các bạn còn được nhận thêm phần quà của nhà tài trợ, đó là những sản phẩm của công ty dược phẩm Tiến Khánh. Bạn Minh Luân là người có mức sai số thấp nhất, chính vì vậy bạn là người có mặt ở vòng 2 của siêu thị may mắn. Quý vị khán giả thân mến, Quốc Bình đang tranh thủ chọn một ít đồ ăn để nấu ăn lúc đói bụng đấy mà. Bây giờ thì trở lại với chương trình siêu thị may mắn, trò chơi dành cho khán giả truyền hình thôi. Như thường lệ sẽ là phần công bố đáp án và kết quả trong câu hỏi của tuần vừa rồi. Quý vị khán giả thân mến, ở Tiền Giang có một món bánh mà tất cả những cư dân ở Tiền Giang đều rất mê. Và không chỉ riêng ở Tiền Giang đâu, mà những người ở khu vực Nam Bộ nói chung cũng rất thích món ăn này. Đó chính là món bánh giá. Một món bánh vô cùng đơn giản, chỉ với bột gạo và một ít giá sống, một ít tôm. Và khi chiên lên thì ăn với nước mắm tỏi ớt, ngon tuyệt vời. Đây chính là một... Một món đồ ăn được coi là đặc sản của vùng đất Chợ Rồng, Gò Công Tây, Tiền Giang. Trong tuần vừa qua đã có rất nhiều khán giả chọn đáp án này. Đây đã là đáp án chính xác. Có tới 4.612 khán giả gọi về tham gia trả lời câu hỏi, nhưng trong đó chỉ có 2.190 khán giả đưa ra câu trả lời chính xác mà thôi. Với cuộc gọi sớm nhất vào lúc 8:50 ngày 5 tháng 8 và đưa ra con số dự đoán gần chính xác nhất là 2.189, chỉ sai một đơn vị thôi, đã giúp cho chủ nhân của số điện thoại 08962 4837 đã trở thành người chiến thắng với giải thưởng trị giá là 2.000.000 đồng. Và tôi cũng đã liên lạc với chủ nhân của số điện thoại này và đã mời đến để ghi hình cùng tôi. Và xin mời bác sẽ cùng bước vào đây ạ. Xin chào bác, một vị khán giả may mắn của chương trình siêu thị may mắn. Bây giờ thì xin mời bác hãy giới thiệu với khán giả truyền hình về mình ạ. Tôi là Nguyễn Kim Ngọc, 68 tuổi, hiện ở 351/16C Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Bác Ngọc đã 68 tuổi rồi. 68 tuổi thì không có cơ hội trở thành thí sinh trong phim trường của siêu thị may mắn. Nhưng với trò chơi khán giả truyền hình thì bác Ngọc đã trở thành người may mắn để sở hữu những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn. Bác ơi, bác có thường theo dõi chương trình không? Và bác có thường tham gia trò chơi này không ạ? Có, tôi thường theo dõi từ hầu đầu đến giờ. Và đây là lần đầu tiên bác may mắn trúng thưởng đúng không nào? Phải. Xin được chúc mừng bác. Bác Ngọc thân mến, giải thưởng của bác trị giá là 2.000.000 đồng. Cháu xin gửi bác đây. Và ở trong tay cháu lúc này còn 4 bao thư nữa. Và trong những bao thư này có giá trị tiền thưởng là 1 triệu, 3 triệu, 4 triệu và 5 triệu. Nếu bác chấp nhận cuộc chơi thì bác hãy đổi
bao thư này để lấy một trong bốn bao thư trên tay. Chọn bao thư nào ạ? Bác chọn bao thư cuối cùng. Rồi cháu sẽ lấy lại bao thư này nhá. Bây giờ bác có quyết định cuối cùng là sẽ chọn bao thư này chưa? Quyết định. Bây giờ cháu sẽ thử một trong ba cái bao thư đang ở trên tay nhá. Bác mở bao thư đầu tiên này nhá. Rồi xem nào. Bao thư này là 1 triệu. Như vậy chắc chắn là giải thưởng của bác lớn hơn 2 triệu rồi đúng không? Bây giờ bác có muốn đổi lấy một trong hai bao thư này không? Dạ thôi. Không đổi. Dạ. Rồi vậy mà bác muốn thử mở bao thư nào nhỉ? Dạ, thử ba thư này nhá. Dạ. Mở thử ba thư này. Ba thư này là 4 triệu đồng. Như vậy là còn một bao thư 3 triệu và một bao thư 5 triệu. Một trong hai bao thư này bác quyết định lần cuối có muốn đổi không? Dạ thôi. Bác có thể hỏi ý kiến người thân có nên không? Đâu không con. Người thân của bác cũng nói là không nên đổi. Không nên đổi. Vậy thì bây giờ bác thử mở bao thư này ra nhá. Ừ. Xem là bao nhiêu nào. Mấy con đọc nha con. Cháu đọc nha cháu. Wow, 5 triệu đồng. Thật là tuyệt vời. Bác là người thứ hai đã may mắn chọn đúng 5 triệu đồng. Những người cháu của bác đi theo rất là vui. Như vậy là xin chúc mừng bác với giải thưởng ngày hôm nay bác đạt được là 5 triệu đồng. Xin chúc mừng bác. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là bác Ngọc đã nhận được giải thưởng trị giá tới 5 triệu đồng. Và quý vị có muốn mình cũng giống như bác Ngọc không? Là một người may mắn nhận giải thưởng 2 triệu đồng rồi tăng lên thành 5 triệu đồng. Nếu muốn như vậy thì nhanh chóng đến với chương trình Siêu thị may mắn. Một lần nữa xin được chúc mừng bác với giải thưởng rất thú vị ngày hôm nay bác đã nhận được và thêm nhiều niềm vui nữa. Xin chúc bác thật là mạnh khỏe và nhớ là tham gia ủng hộ cho siêu thị may mắn thật nhiều bác nhé. Bác xin cảm ơn bác ạ. Quý vị khán giả thân mến, để may mắn như bác Ngọc thì quý vị có nhiệm vụ vô cùng đơn giản. Hãy gọi điện về cho chúng tôi để trả lời câu hỏi của tuần này. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ đưa ra câu hỏi đây. Câu hỏi số 1 đó là ở thành phố Hồ Chí Minh có một con đường được người ta gọi là con phố giày dép. Theo bạn đó là con đường nào? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 là đường Bành Văn Chân. Đáp án số 2 là đường Lê Thị Hồng Gấm. Và đáp án số 3 là đường Trần Huy Liệu. Các bạn chọn đáp án nào? Vô cùng đơn giản phải không? Hãy nhanh lên nhé. Nhưng còn câu thứ 2 đó là có bao nhiêu người trả lời câu 1 giống như bạn? Nhanh chóng gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1742, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin vào số 8313 để trả lời câu hỏi của chương trình với nội dung tin nhắn như sau: STMM khoảng cách, X khoảng cách, Y, trong đó X tương ứng với đáp án 1, 2 hoặc 3 ở câu hỏi số 1 và Y là số người có cùng dự đoán như bạn ở câu thứ 2. Thật đơn giản phải không nào? Vậy thì còn chần chừ gì nữa, nhanh chóng gọi về cho chúng tôi để trở thành người chiến thắng. Cùng với người chiến thắng ở vòng 1, chúng ta hãy bước vào vòng 2 của chương trình và tìm ra thêm 2 thí sinh nữa để tham gia vòng thi này. 2 thí sinh đó đang có những sản phẩm nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Thí sinh có sản phẩm của Vifong. Và thí sinh thứ 2, đó là ai đây? Xin chúc mừng thí sinh có sản phẩm kem đĩa. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng nhau bước vào vòng 2 của chương trình. Bạn Minh Luân đã chiến thắng ở vòng 1 nên tiếp tục có mặt trong vòng 2. Và bây giờ chúng ta cùng làm quen với 2 thí sinh mới của vòng thi này. Xin mời bạn. Xin chào các bạn có mặt trong khán đài cũng như quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Siêu thị may mắn ngày hôm nay. Em tên là Lê Ngân Khánh. Thật bất ngờ và thú vị khi em được mời tham gia chương trình Siêu thị may mắn. Em cảm thấy vui nhưng mà trong cái vui của em nó cũng không thấy vui lắm, bởi vì em thật xui khi mà gặp hai đối thủ đều là chân dài mà là nam hết. Nếu mà em biết ngày hôm nay em thi với Đức Vĩnh hay là Minh Luân thì chắc là em sẽ mặc quần sọt và bỏ chân không á. Quý vị khán giả thân mến, Ngân Khánh là thí sinh đã đạt giải nhất của cuộc thi triển vọng điện ảnh Ngôi sao ngày mai. Và khán giả cũng đã quen thuộc với hình ảnh của Ngân Khánh qua một số bộ phim truyền hình. Và bây giờ thì chúng ta cùng làm quen với người đứng bên cạnh tôi. Chào quá. Xin mời bạn. Xin chào các bạn có mặt trong trường quay và các bạn đang xem đài truyền hình. Mình tên Hồ Đức Vĩnh, mình rất vui khi được tham gia chương trình Siêu thị may mắn. Tôi là một gương mặt khá quen thuộc trong làng thời trang, đã từng đoạt giải siêu mẫu Việt Nam giải 3. Và vừa rồi thì Vĩnh còn là thí sinh của cuộc thi Mr. World ở bên Trung Quốc đúng không?
và hình như bạn còn đoạt giải là mặc trang phục dân tộc đẹp nhất. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị với ba thí sinh để bước vào vòng thi có tên gọi Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Trên sân khấu của chúng tôi sẽ có ba không gian của ba căn phòng. Các bạn hãy lựa chọn cho mình một căn phòng. Sau đó chúng ta sẽ chọn những sản phẩm nào phù hợp để đặt vào trong những căn phòng này. Mỗi căn phòng sẽ có 4 sản phẩm. Mỗi sự lựa chọn đúng, các bạn sẽ có 250 điểm. Nhưng lựa chọn sai sẽ bị trừ mất 250 điểm. Và ai là người hoàn thành công việc sớm nhất, người đó sẽ là người chiến thắng. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn cùng xem những căn phòng của chúng tôi ngày hôm nay. Căn phòng đầu tiên đó chính là căn phòng ngủ. Một nơi riêng tư của mỗi gia đình, là nơi để chúng ta thư giãn sau những ngày làm việc. Và bây giờ chúng ta cùng đến với căn phòng thứ hai. Căn phòng thứ hai là căn phòng khách, thật là hiện đại, là nơi để chúng ta gặp gỡ tiếp khách. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tham quan căn phòng thứ ba. Căn phòng thứ ba được mở ra, đó chính là một căn phòng bếp với tiện nghi thật là hiện đại, là nơi để các bạn nội trợ có thể sử tài của mình. Như vậy là chúng ta đã được theo dõi không gian của ba căn phòng. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta hãy cùng nhau rút thăm xem ai sẽ phụ trách căn phòng nào. Xin mời các bạn. Bạn Vĩnh có căn phòng số 3 là căn phòng bếp. Bạn Khánh căn phòng số 2 là căn phòng khách. Và bạn Minh Luân căn phòng số 1 là căn phòng ngủ. Bây giờ thì các bạn hãy nhìn kỹ những sản phẩm đã được trưng bày trên kệ. Sản phẩm nào phù hợp với gian phòng nào, các bạn hãy chuẩn bị lấy và đặt vào trong đó. Mỗi lượt đi chỉ lấy một sản phẩm thôi nhé. Và bây giờ 2 phút dành cho các bạn. 1, 2, 3, bắt đầu. Hãy lựa chọn những sản phẩm cho căn phòng của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra các gian phòng của các thí sinh. Đầu tiên là căn phòng ngủ của bạn Minh Luân. Xem bạn đã lấy được những sản phẩm gì nào. Sản phẩm đầu tiên bạn chọn đó là kềm nghĩa. Sản phẩm làm bằng inox và thép chữ đẹp của phụ nữ. Sản phẩm này được đặt trong phòng ngủ. Chính xác như vậy và có sự lựa chọn. Chính xác đầu tiên có 250 điểm. Sản phẩm thứ hai mà bạn lựa chọn đó là một chú gấu bông đặt trong phòng ngủ. Chính xác luôn, như vậy bạn có thêm 250 điểm nữa. Và sản phẩm thứ ba bạn lựa chọn đó là gối Vạn Thành, sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ hiện đại của Đức, khử mùi hoàn toàn, không bị sệt lún, phù hợp với người lớn tuổi và trẻ em. Sản phẩm này bạn lựa chọn cũng chính xác, như vậy bạn có thêm 250 điểm nữa. Và bạn mới chỉ lấy được có 3 sản phẩm thôi, như vậy bạn có 750 điểm. Xin chúc mừng bạn Lân. Bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi xem Ngân Khánh đã lựa chọn gì cho căn phòng của mình. Sản phẩm đầu tiên Ngân Khánh lựa chọn đó là trà bí đao Anuta, được chiết xuất từ trái bí đao, mang lại cho bạn làn da tươi trẻ với hương vị thơm ngon, mát lạnh và sảng khoái. Sản phẩm này được đặt trong phòng khách để tiếp khách. Như vậy thì có sự lựa chọn chính xác đầu tiên, xin chúc mừng bạn 250 điểm. Sản phẩm thứ hai mà Ngân Khánh lựa chọn đó là Panadol cảm cúm. Panadol cảm cúm trị cảm cúm nhanh chóng và không gây buồn ngủ. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sao Ngân Khánh lại lựa chọn sản phẩm này cho phòng khách nhỉ? Tại vì em nghĩ rằng là ở nhà em có một cái tủ thuốc gia đình đó, hay đặt ở trong phòng khách thì em nghĩ rằng là nó hợp phù hợp với là phòng khách. Đúng như vậy. Một số gia đình thì để tủ thuốc gia đình ở ngay phòng khách và chúng ta có thể để các loại thuốc vào trong này. Và bạn nên nhớ nhé, với thuốc, những loại thuốc chúng ta phải sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ, không nên tự ý sử dụng nhé.
Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi sản phẩm thứ ba mà Ngân Khánh lựa chọn. Đó là một bộ tách trà. Một tách trà để pha trà tiếp khách. Xin chúc mừng bạn có sự lựa chọn đúng tiếp theo. Bạn có 250 điểm. Và sản phẩm thứ tư mà Ngân Khánh lựa chọn, đó chính là một kệ để giày dép. Chính xác, bạn có thêm một sự lựa chọn đúng, có 250 điểm nữa. Và bạn có 1.000 điểm cho sự lựa chọn 4 sản phẩm chính xác. Xin chúc mừng bạn. Hai chị nhau đến với căn phòng bếp của Đức Vĩnh. Bạn đã lấy sản phẩm lẩu cá kèo của Cisco, được sản xuất và kiểm soát theo tiêu chuẩn ISO. Ngoài thành phần chính là hải sản, còn có gói nước dùng được tinh chế từ nước luộc hải sản, tạo nên hương vị độc đáo và đặc trưng. Sản phẩm không sử dụng phụ gia và chất bảo quản. Lựa chọn chính xác, có 250 điểm dành cho bạn. Tiếp theo, bạn đã lựa chọn là một bộ nồi du lịch inox, kiểu dáng thanh lịch, gọn nhẹ, tiện dụng khi đi du lịch, là quà tặng ý nghĩa cho các bạn trẻ, sản phẩm của nhôm inox Kim Hằng. Như vậy là thêm một sự lựa chọn chính xác, có 250 điểm nữa dành cho bạn. Bây giờ đến sản phẩm thứ ba bạn lựa chọn, đó là một bộ chén. Dĩ nhiên rồi, bộ chén phải để trong phòng bếp thôi. Như vậy, bạn có thêm sự lựa chọn chính xác, 250 điểm nữa. Và sản phẩm thứ tư bạn lựa chọn, đó là Hoàng Gia. Sản phẩm có túi thịt hầm bên trong, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi bữa ăn của bạn. Đây là sản phẩm của Vifong. Như vậy, bạn cũng có sự lựa chọn chính xác và thêm 250 điểm nữa. Bạn cũng có 1.000 điểm có sự lựa chọn chính xác với sản phẩm. Bạn Minh Luân thân mến, trong phòng ngủ của bạn, bạn mới lựa chọn có 3 sản phẩm. Một sản phẩm nữa có thể đặt ở trong phòng ngủ, đó chính là sản phẩm Lovitel Paris. Kem dưỡng da săn chắc Lovitel Paris với chất dưỡng ẩm, dầu khoáng chất và không dầu, giúp cải thiện cấu trúc, làm da săn chắc hơn. Sản phẩm này bạn có thể đặt vào trong phòng ngủ. Sau vòng thi này, các thí sinh của chúng ta đã đạt được số điểm như sau. Bạn Minh Luân chọn đúng 3 sản phẩm và giải thưởng dành cho bạn tương ứng là 1.250.000 đồng. Bạn Ngân Khánh chọn đúng 4 sản phẩm và giải thưởng dành cho bạn là 1.500.000 đồng. Và bạn Đức Vĩnh cũng lựa chọn đúng 4 sản phẩm và giải thưởng dành cho bạn là 1.500.000 đồng. Và 3 thí sinh còn được nhận thêm phần quà của nhà tài trợ, đó là những sản phẩm của công ty dược phẩm Ngân Khánh. Xin chúc mừng các bạn. Phần thi vừa rồi, khán giả đã chứng kiến bạn Đức Vĩnh trổ tài, những gì đã được luyện tập chạy rất nhanh trong thời gian rất ngắn đã hoàn thành lấy 4 sản phẩm đặt vào trong căn phòng của mình. Như vậy thì Đức Vĩnh đã là người chiến thắng để có mặt trong vòng sau của chương trình. Quý vị khán giả thân mến, có một thông tin mà tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị, đó là trong tuần vừa rồi khi chúng tôi thông báo về việc đăng ký trở thành thí sinh của chương trình Siêu Thị May Mắn, chúng tôi đã nhận được tới gần 1.000 đơn đăng ký chỉ trong thời gian có 3 ngày thôi. Quả là con số rất ấn tượng đúng không nào? Và hiện nay chương trình Siêu Thị May Mắn đang được ghi hình tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Chương trình ghi hình kéo dài cho tới ngày 14 tháng này, rất thú vị đấy. Và bây giờ thì quý vị hãy tiếp tục đến với phần trò chơi dành cho khán giả truyền hình đúng không nào? Và tôi xin nhắc lại, hãy nhanh chóng trả lời câu hỏi của chương trình. Quý vị sẽ có cơ hội để có mặt cùng tôi trong chương trình Siêu Thị May Mắn. Lúc đó giải thưởng của quý vị thay vì 2 triệu sẽ được tăng lên rất nhiều, có thể là 5 triệu. Và bây giờ tôi sẽ nhắc lại câu hỏi một lần nữa để cho quý vị có thể dễ dàng tham gia trả lời. Câu hỏi số 1 đó là: ở thành phố Hồ Chí Minh có một con đường thường được gọi là phố giày dép, theo bạn đó là con đường nào? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 đó là đường Bành Văn Chân. Đáp án số 2 là đường Lê Thị Hồng Gấm. Và đáp án thứ 3 là đường Trần Huy Liệu. Các bạn chọn đáp án nào? Nhớ chỉ một mà thôi. Và dĩ nhiên còn câu thứ 2, có bao nhiêu người trả lời câu 1 giống như bạn? Vô cùng đơn giản, hãy nhanh chóng gọi vào số 1900 1742, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin vào số 8313 để trả lời câu hỏi của chương trình. Và tôi cũng xin nhắc lại với quý vị, hãy lưu ý chiếc điện thoại của mình trong buổi sáng thứ tư, đừng bỏ lỡ bất kỳ một cuộc gọi nào từ lúc 9 giờ tới 10 giờ, bởi vì đó là thời gian mà chúng tôi liên lạc với quý vị khán giả may mắn trúng thưởng để chúng tôi mời đi quay. Và trong trường hợp nếu người đầu tiên mà không liên lạc được hoặc không sắp xếp đi quay được cùng chúng tôi thì tôi
tôi sẽ liên lạc với những số điện thoại ở vị trí kế tiếp trong danh sách 20 số điện thoại gọi về sớm và có câu trả lời đúng nhất. Và phần này thì có lẽ chỉ dành cho những khán giả nào ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Vì vậy, quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội của mình nhé. Hãy nhanh chóng đến với chương trình Siêu Thị May Mắn để sở hữu những phần quà cực kỳ hấp dẫn.